Thưa quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa, ba mạng di động có lượng thuê bao lớn nhất là Vinaphone, Viettel và Mobifone sẽ chính thức triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số cho khách hàng. Mục đích của việc chuyển mạng giữ nguyên số là giúp cho người dùng có cơ hội lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn mà không lo lắng về vấn đề đổi số thuê bao mới, đặc biệt là những số thuê bao được coi là số đẹp. Ở trong thời gian đầu thì ba nhà mạng sẽ cung cấp dịch vụ cho các thuê bao trả sau. Sau 3 tháng tiếp tục mở rộng cho các thuê bao trả trước. Mặc dù chính sách cho phép nhưng không phải thuê bao nào cũng có thể chuyển mạng được. Nếu thuê bao không có thông tin rõ ràng, các thông tin đăng ký không chính xác, sử dụng SIM không chính chủ hoặc là SIM chưa đăng ký, thuê bao đang nợ cước hoặc là đang thay đổi chủ sở hữu sẽ không được xét duyệt cho phép chuyển mạng giữ số. Hiện dự kiến thì phí rời mạng là 60.000 đồng và mức phí chuyển qua mạng mới là 60.000 đồng, tổng chi phí là 120.000 đồng.